Kính thưa các cụ, công các bà, cô chị, chú bác cùng bạn bè thân thân của đôi bên gia đình. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các cụ, công các bà, cô chị, chú bác cùng bạn bè thân 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 của đôi bên gia đình một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trải qua quá trình tìm hiểu, yêu nhau, được sự vun vén của đôi bên gia đình cũng được sự công nhận của chính quyền địa phương, nên ngày tháng tốt, hai họ, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Kính thưa các cụ, ngày tốt thì có giờ tốt, giờ tốt cho ngày gia đình. Họ nhận ra chúng tôi có hơn chầu, xin kính cha tiên. Khi theo các cụ công các bà được đón cháu vui yến về làm chung con của họ tổ gia đình và ngày trai chúng tôi. Thay mặt cho họ ngày trai, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp lòng nhiệt chu đáo của họ nhà gái dành cho nhà họ ngày trai chúng tôi. Ít phút nữa xin mời các cụ công các bà cô chị chú bác về tại hội trường nhà họ nhà trai chúng tôi để từ buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Sau đây tôi xin được giới thiệu thành phần của họ nhà trai chúng tôi gồm có bà nội của chú rể Duy Chính và mẹ của chú rể Duy Chính, và gồm có bác trưởng tộc và cùng các cụ công các bà cùng bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà trai. Xin chân thành cảm ơn ạ. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 24 tháng 9 năm Canh Tý. Qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Yến và Chính và được sự hợp tác ủng hộ của hai họ và hai gia đình, hôm nay nhà trai đã có cơ giàu đến xin dâu hỏi nhà gái. Trước tiên tôi xin chúc tất cả các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, mừng cho các cháu hạnh phúc. Thưa các quý vị, qua quá trình tìm hiểu, các cháu đã thuận tình yêu nhau và xin hứa với bố mẹ nên vợ nên chồng. Hôm nay chúng ta là gia đình hai bên tác hợp cho các cháu, mong các cháu luôn luôn sống trọng hạnh phúc trăm năm và chọn đời, chọn kiếp làm xứng đáng là dâu hiền rể thảo. Hôm nay họ nhà trai có cây trầu xin cưới và có xin dâu và nhà gái chúng tôi xin chấp nhận. Sau đây xin mời mẹ cô dâu đưa con đâu chú rể đón, mời chú rể đón. Xin cảm ơn và thay lời chuyện tôi được trân trọng cảm ơn nhận những lời phát biểu.
saxophone Đức Duy. Xin được cảm ơn sự phối hợp vô cùng tuyệt vời đến từ cây bóp Thái Hậu. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn với những bản nhạc tuyệt vời vừa rồi được không ạ? Hôm nay bánh không để hai bạn. Kính thưa quý vị quan khách, vào ngay sau phút này xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón. Xin chào và toàn thể các quý vị quan khách là quý vong của bà các bậc cao niên, các bậc cao tuổi đại diện cho họ tộc gia đình nhà trai, họ tộc gia đình nhà gái. Cùng với toàn thể các quý vị, chúng ta đã cùng trở về đây cùng chúc mừng cho gia đình chúng tôi trong chương trình đại lễ thành hôn cho chú rể Duy Chính sánh duyên cùng với cô dâu Thu Yến. Lời đầu tiên cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi xin phép được thay lời cho gia đình và lời cho chú rể và cô dâu. Xin được gửi tới toàn thể các quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và chào mừng năm mới. Quý vị thân mến, và đúng là những năm tháng tháng đợt năm trường mà ngày vui hạnh phúc bây giờ là đây và chính thức ngày hôm nay đây với bạn trẻ của chúng ta, chú rể Duy Chính và cô dâu Thu Yến đã cùng đón nhau về trong niềm vui chung của toàn thể các quý vị quan khách đều vui riêng đối với gia đình chúng tôi. Và ngay giờ phút này tại phòng trà của gia đình họ nhà trai chúng tôi đã và đang được đón nhận tình cảm, sự yêu thương của toàn thể các quý vị quan khách. Giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tự nhiên mời thuốc, mời nước xây trầu và dành một chào và một tay thật lớn thật đồng nhiệt để cùng chào đón sự diện của toàn thể các quý vị ngày hôm nay đi ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến ạ, và vừa rồi thì tất cả các quý vị chúng ta đã cùng trải qua một lộ trình hết sức là duyên dáng từ quê hương họ nhà cái với chương trình đại lễ vô quy của cô dâu Thu Yến sánh duyên cùng với chú rể Duy Chính. Và ngay giờ phút này chúng ta lại cùng trải qua một quãng đường nữa trở về với phòng trà của gia đình họ nhà trai chúng tôi trong chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Duy Chính sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Thu Yến. Và chúng tôi ngoài lời cảm ơn chân thành nhất thì cũng xin được trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị những lời hát, những lời ca, tiếng hát và đặc biệt là chúc mừng hạnh phúc cho các gia đình cùng nồng nhiệt chào đón sẽ diễn ra tất cả các quý vị. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức và đón nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, ca khúc được mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng lên trở về với các bạn tiệc trà rót nước mời thức mời trầu cùng cảm ơn chân thành tới các quý vị quan khách ngay sau đây. Xin mời rót nước. Thank you.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, thật đúng là mấy khi khách đến chơi nhà mà đúng theo quả nước và trà mời người say, cho nên quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho rể dâu em vui lòng. Và với các khách đến chơi nhà vừa rồi, và đặc biệt đó là các cô dâu và chú rể của chúng tôi đã cùng trở về với các bàn tiệc trà, gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các quý vị quan khách. Đó cũng chính là lời cảm ơn nhất của gia đình chúng tôi gửi tới tất cả các quý vị đã và đang hiện diện tại phòng trà của gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, như quý vị cũng đã biết rằng yêu và được yêu chính là một món quà mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và khi hai trái tim đã hòa cùng một nhịp, hai tâm hồn đã cùng hướng về một hướng, thì các cặp đôi của chúng ta đều hướng đến đó là một mái ấm gia đình, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Và chú rể và cô dâu của chúng tôi cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Họ yêu thương, đủ vọng và chính thức trở về tương với mẹ thầy. Xin phép được ngày hôm nay đẹp nhất để đón cô dâu trở về làm con, làm dâu trong gia đình họ nhà trai. Và chính thức gia đình họ nhà gái có thêm một người con rể quý. Và ngày hôm nay nhận được lời mời của gia đình chúng tôi, tất cả các quý vị chúng ta đã cùng trở về đây với những ánh mắt, với những nụ cười, với một thông điệp chung, đó là cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Chúc cho họ sẽ trăm năm hạnh phúc và tràn đầy thủy chung. Và cái sự phúc này có lẽ chúng tôi xin được mời cô dâu và chú rể hai em hãy cùng đứng lên, nắm tay nhau thật chặt, cúi đầu thật sâu, chính thức ra mắt toàn thể các quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình ngày lễ thành hôn cho chú rể duy chính đạo cô dâu nhí chính thức một bắt đầu bốn tay lớn đi vào. Tới tình cảm của toàn thể các quý vị ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến ạ, cổ nhân xưa thì có câu như thế này ạ: trai lớn thì dựng vợ, mà gái lớn thì gả chồng. Và ngày hôm nay thì được sự cho phép của chính quyền địa phương, cái sự thống nhất của hai bên gia đình và đặc biệt là sự đồng thuận của hai em Duy Chính và Thúy Yến, thì chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể các quý vị trở về đây để cùng chúc mừng cho hai em trong chương trình đại lễ thành hôn. Và tới giờ phút này để cùng chính thức làm thủ tục trao dâu và nhận rể, ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời tới sự hiện diện của vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà trai. Xin mời hai bác sẽ cùng chúng ta đến sân khấu để cùng chính thức làm thủ tục trao dâu và nhận rể. Đoàn đánh kính của hai bên gia đình, cùng với đó là cô dâu chú rể, và để cùng chính thức làm thủ tục trao dâu và nhận rể, trước sự minh chứng của toàn thể các quý vị quan khách, giờ phút này ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng nói phát biểu trao dâu cũng như là những lời tâm sự của vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bạn thanh niên, hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà gái xin kính chúc toàn thể gia đình họ nhà trai luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
và rất cảm ơn sự đón tiếp thật là long trọng, đầy tình cảm và yêu thương quý mến. Em ơi, đến giờ xem mặt sau nhà có cái dao cắt bánh do đẩy anh cả. Hôm nay là ngày làm tháng tốt, ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đẩy cái con dao với lại cái ly rồi. Anh đẩy đi, chị có đứng đây. Cháu Duy Chính và cháu Phi Yên đã chính thức nhận vào đón chồng. Nhìn xem có không? Hôm nay đại diện gia đình nhà gái chúng tôi sang đây, đồng thời là trao con dâu cho các cụ và đồng thời là mong rằng các cụ bên Hòa nhà trai thương yêu cháu, dạy dỗ cháu nên người và đồng thời để xứng đáng là trai hiền và giỏi cháu thảo, là dâu hiền và rể thảo. Tôi tin là liền sẽ kéo cắt được. Thay mặt Hòa nhà gái, tôi rất là cảm ơn trân trọng gia đình nhà trai và đồng thời là chúc tất cả các quý vị trong môi trường luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị vừa rồi thì tất cả các quý vị chúng ta đã được đón nghe tiếng nói phát biểu trao dâu của vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà gái. Và với cảm xúc đầu tiên ạ, bác không quên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị quan khách ngày hôm nay đã cùng bất chấp thời gian vàng óng của mình trở về với phòng trà của gia đình họ nhà trai, như người cháu gái của bác trở về làm con làm dâu trong gia đình. Và với tình cảm đó thì bác cũng không quên chúc cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc và tròn đời thủy chung, sẵn sàng đón nhận người cháu rể mới, đó chính là chú rể Duy Chính ngày hôm nay ạ. Vâng, và để đáp lại tình cảm đó, chúng ta xin được trân trọng giới thiệu món kính mời tiếng nói phát biểu đáp từ của vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà trai chúng ta. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai bên gia đình, đầu tiên tôi xin gửi tới các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trải qua quá trình quen biết, tìm hiểu, yêu nhau, được sự vun vén của đôi bên gia đình cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương hai xã, nay ngày này tháng tốt, hai họ hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Được sự ủy quyền của các cụ, công, các bà, họ nhà trai cũng như của ông bà, ông Trinh, tôi xin phép nhận cháu Thu Yến từ giờ trở đi là con làm dâu của ông bà, ông Trinh và cũng là cháu dâu của các cụ, công, các bà, họ nhà trai chúng tôi, và cháu Chính từ nay trở đi cũng là con dâu của ông bà, con rể của ông bà, ông Trinh, cũng là cháu trẻ của các cụ, công, các bà, họ nhà gái. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin cảm ơn các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà gái đã bớt chút thời gian và ngọc về tại hôn trường của họ nhà trai để dựng buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Xin mời các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên uống nước, ăn trầu, hút thuốc để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, quý vị thân mến, thật đúng là lời phát biểu thì nôn na ý ngon. Bác chọn từng điều, bác cũng chọn từng câu. Trước là gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của tất cả các quý vị, sau là xin phép được thay mặt cho cha mẹ của chú rể Duy Trinh được nhận người con dâu, đó chính là cháu Thu Yến trở về làm con làm dâu trong gia đình của họ nội và ngoại tộc của bác ngày hôm nay ạ. Vâng, và xin được cảm ơn rất nhiều tới tình cảm của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Chúc các bác sẽ luôn luôn có sức khỏe, gia đình may mắn, hạnh phúc và bình an. Và giờ phút này với một cái bắt tay thật chặt, xin mời hai bác chúng ta hãy cùng chính thức bắt chặt tình tông ra giữa hai nhà kể từ đây mãi mãi cả sơn và đời đời bền vững. Xin mời hai bác ạ. Xin mời quý vị một chiếc bánh tay thật lớn để cùng chúc mừng gia đình chúng tôi nhé. Với kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay ạ, gia đình chúng tôi rất vinh dự được đồng nhiệt chào đón tới sự hiện diện của các quân cụ bà, các bậc cao niên, các cụ cao tuổi đại diện cho hai bên gia đình, sự hiện diện của
bà con, cô bác, diện diện của các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp của cả cô dâu và chú rể. Chúng ta với những tình cảm đặc biệt của mình dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng tôi trong những ngày qua. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều tới tình cảm của toàn thể các quý vị. Quý vị thân mến, như quý vị cũng đã biết rằng, mẹ đón em về làm con dâu của mẹ, mà anh đón em về làm vợ của anh. Trách nhiệm trao tay là ngàn ngày đáng nhớ, trách nhiệm tuy bé nhưng tình nghĩa thật lớn lao. Có lẽ là giờ phút này sẽ phút trang trọng và thiêng liêng nhất của cô dâu và chú rể của chúng tôi, đó chính là cô dâu và chú rể sẽ cùng chính thức lồng vào tay nhau cặp nhẫn cưới hạnh phúc nhất của cuộc đời. Xin mời chú rể và cô dâu hai em sẽ cùng đứng lên chính thức lồng vào tay nhau cặp nhẫn cưới hạnh phúc của cuộc đời mình. Xin mời chú rể. Quý vị thân mến, chú rể cũng là một biểu tượng của một cuộc tròn, nó không có điểm đầu và không có điểm kết thúc, nó minh chứng cho sự chuyển biến mới kiểu của tình yêu. Và ngay sau khi hai chị em đã được cầu vào tay nhau, họ chính thức trở thành vợ, trở thành chồng, trước sự lưu trữ tác hợp yêu thương của tất cả các quý vị. Hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, cảm ơn tới cha mẹ. Thì giờ phút này
xin được trân trọng kính mời một lần nữa trở về với sân khấu sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, sự hiện diện của bố mẹ ca sinh và chú rể Duy Chính là những gia đình trở ra phía sân khấu để đón nhận những ly rượu hiếu, đón nhận những lời cảm ơn trong lành nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Trân trọng kính mời các bác. Trao cho nhau cặp đám cưới hạnh phúc nhất rồi. Và ngày hôm nay tất cả các quý vị quan khách ở đây đã cùng trở về và cùng chúc mừng hạnh phúc cho bạn rồi, đúng không ạ? Và giờ phút này thì có lẽ rằng một tình cảm đặc biệt mà cô dâu và chú rể dành tặng cho nhau đó là gì ạ? Một mối hôn thật nồng cháy để cùng minh chứng rằng kể từ nay họ sẽ thật hạnh phúc và hạnh phúc thật viên mãn, được không ạ? Chú dâu, cô dâu, chú rể có đồng ý không ạ? Chú rể sao ạ? Ok, vâng. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng quay lại với nhau được không ạ? Chưa, chưa làm gì cả, tay cái chân cũng bình thường đúng không ạ? Vâng ạ. Và bây giờ xin mời chú rể ạ. Thì đang sẽ tốt ạ, xin hỏi chú rể hôn cô dâu bao giờ chưa? Hôn bao nhiêu lần chưa? Dành cho nhau và nụ hôn là điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Nhưng nụ hôn ngày hôm nay thì tuyệt vời hơn nữa, bởi vì trước mặt tất cả các quý vị quan khách ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng tôi có lẽ là đây là một nụ hôn rất là hồi hộp của cô dâu và chú rể. Vâng, quý vị thân mến ạ, hôm nay thì chú rể nói rằng là cô dâu rất xinh và chú rể thì cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Và có thể chúng ta hãy cùng đặt tên cho nụ hôn ngày hôm nay với cái tên là
cái xinh, nó đóng đinh vào cái đẹp, được không ạ? Vâng ạ, và nụ hôn này thì chắc chắn là khuyến cáo tất cả các cháu nhỏ ạ, từ 16 tuổi trở xuống ạ. Đề nghị đưa hai tay bịt mắt lại ạ. Vâng, đề nghị với em ạ, em có thể đưa hai tay bịt mắt lại được không ạ? Tránh tình trạng ạ, phê tại chỗ. Vâng, xin hỏi ạ, cổ động viên của họ nhà gái đâu rồi ạ? Cổ động viên của họ nhà trai chúng ta đâu rồi? Đông hơn đúng không ạ? Có vẻ áp đảo. Nhiệm vụ của cô dâu là gì ạ? Đứng im, mắt em xem và từ từ đón nhận tình cảm của chú rể. Và chú rể có nhiệm vụ là gì ạ? Dành cho cô dâu của mình, người vợ thân yêu của mình một nụ hôn nồng cháy nhất. Hai bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng đếm ngược được không quý vị? Chúng ta sẽ cùng đếm được không ạ? Ba, hai, một. Chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Họ chính thức được nắm tay nhau bước đi trên con đường hạnh phúc. Họ chính thức được sự vun đắp và của cho mẹ đôi bên, sự đồng cảm giúp đỡ và đặc biệt là vui vẻ của tất cả các quý vị quan khách đã và đang cùng nhìn sự hào hứng của gia đình. Với tình cảm đặc biệt đó thì chúng tôi xin được thay lời cho cô dâu và chú rể cảm ơn rất nhiều với tình cảm của toàn thể các quý vị ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, và xin hỏi quý vị ở phía dưới ạ, ngày hôm nay thì quý vị có muốn dành tặng cô dâu và chú rể của chúng tôi những món quà đặc biệt đó là những lời ca tiếng hát hay không? Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với ban tổ chức để cùng đăng ký những ca khúc mình yêu thích nhất gửi tặng tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và trong khi chờ đợi những bản đăng ký, đúng rồi, chúng ta có một bạn trai ạ, vô cùng là đẹp trai và chúng tôi biết rằng bạn có một giọng ca hết sức là nội lực và tình cảm. Nếu như chào đón sân khấu giọng ca của bạn chú rể ngày hôm nay, xin chào đón sân khấu ạ. Vâng, các bạn đó thì chào đón bốn bạn âm nhạc đến từ bạn của chú rể hôm nay nhỉ. Để mừng hạnh phúc cho đoàn chương trình hôm nay thì con xin gửi tới hội hôn một ca khúc mang tên Ngày Xuân Vui Cưới. Chị đang nói với thầy ta, tôi từng muốn năm mà này tôi cứ đi đông đoàn.
Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nhất là không ạ. Vâng, hai ca khúc
hết sức tuyệt vời vừa rồi mà bạn Xuyến dành tặng cho cô dâu của chú rể, với mong muốn rằng tình cảm của cô dâu của chú rể sẽ dạt dào và không đúng như ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị và những quý vị cũng đã biết rằng thì ai đem bất nhập cầu duyên cho chàng bên đấy thì em bên này. Và ngày hôm nay niềm vui niềm hạnh phúc đã đến với hai nhà, tình yêu đôi lứa thật là đẹp duyên, mà nhịp cầu thì nay đã nối liền, song khéo xe lối đẹp duyên tơ hồng. Bấy lâu thì bốn họ chờ mong, hôm nay ngày hạnh phúc cũng thỏa lòng ước mơ. Và vừa rồi thì tất cả các quý vị chúng ta được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể, chứng kiến những giây phút tuyệt vời nhất trong chương trình đại lễ đại hôn. Đây vừa lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất một lần nữa tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị. Chúng tôi một lần xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tới tiếng nói phát biểu cảm ơn chân thành nhất của vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời bác. Thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của đôi bên gia đình, nay ngày lành tháng tốt, hai họ, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Duy Chính và Thu Yến. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc về tại hôn trường của họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì mời các cụ công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên uống nước chơi chầu để dự buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Cuối cùng xin chúc các cụ công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và với lời phát biểu cảm ơn chân thành nhất, quý vị trưởng đoàn đại diện cho họ tộc gia đình nhà trai chúng tôi ngày hôm nay xin phép chính thức khép lại chương trình đại lễ thành hôn cho chú rể Duy Chính sánh duyên cùng với cô dâu Thu Yến ngày hôm nay. Và giờ phút này, xin chào cô dâu chú rể sau chương.